Đông Nam Á lên đỉnh, Việt Nam cảnh báo thiếu nước ngọt. Mới vào đầu mùa nóng 2024, hiện tượng nắng nóng ở nhiều nơi tiếp tục ghi nhận những mức kỷ lục mới. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cho biết có 45,1% khả năng năm 2024 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử, vượt qua năm 2023. Trước đó, năm 2023 được các nhà khoa học ghi nhận là năm nóng nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1850 và cũng được đánh giá là năm có nhiệt độ cao nhất trong khoảng 100.000 năm qua. Đông Nam Á hiện là nơi sinh sống của hơn 675 triệu người, đang đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có. Các nhà nghiên cứu khí hậu cho biết đợt nắng nóng đầu hè năm 2024 do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm biến đổi khí hậu do con người gây ra và ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino, đẩy nhiệt độ toàn cầu vào vùng chưa được khám phá. Hiện các nhà khoa học chưa nhìn thấy được ngày kết thúc chính xác của chuỗi ngày nắng nóng. Trong đó, Thái Lan là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi nhiệt độ đã liên tiếp phá vỡ các kỷ lục trong 13 tháng qua. Từ đầu tháng 4, Thái Lan mới bước vào mùa khô hàng năm, nhưng Cục Khí tượng Thái Lan cho biết 15 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Bangkok, ghi nhận chỉ số nắng nóng ở cấp độ đỏ, là mức báo động cao nhất, mức cực kỳ nguy hiểm, nhiệt độ có thể lên tới 52 độ C. Ở Philippines, cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cho biết, nhiều ngày qua, ở khu vực vùng Tây Visayas trải qua nắng nóng 41 độ C, có ít nhất 4 thành phố trên đảo Mindanao và đảo Luzon có nhiệt độ lên tới 42 cho tới 43 độ C, ngưỡng thời tiết nguy hiểm. Hàng trăm ngôi trường đã phải cho học sinh nghỉ học sau khi nhiệt độ vượt quá 42 độ C. Nắng nóng tại Malaysia đã khiến hai trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, giới chức Malaysia cho biết bang Sabah trên đảo Borneo đã xuất hiện gần 300 đám cháy bùng lên ở các trang trại, đồn điền. Chính phủ Malaysia đang cân nhắc phương án gieo mây để tạo mưa nhằm đảm bảo đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất. Cũng trong thời gian qua, các đợt nắng nóng kéo dài ở khu vực miền Trung và miền Nam của Việt Nam đã gây ra hạn hán nghiêm trọng. Nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, gây ra thiệt hại nặng nề cho canh tác nông nghiệp. Việt Nam cũng ghi nhận mức nhiệt lịch sử là 42,2 độ C xảy ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, đặc biệt là ngày 21 tháng 4 đã ghi nhận số liệu kỷ lục 11 trạm đo có mức nhiệt độ cao trên 40 độ C. Nhiều nơi ở khu vực miền Nam đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do nhiệt độ cao bất thường khiến đồng ruộng, sông ngòi khô hạn, nông dân thiếu nước để tưới tiêu. Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực Nam Bộ đã có hơn 70 ngày liên tiếp nhiệt độ cao trên 35 độ C. Các thành phố như Biên Hòa hay thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành những trung tâm nóng trong 10 năm trở lại đây do hiệu ứng đô thị. Nhiệt độ tăng cao do bê tông hóa, phương tiện xe cộ đông đúc khiến nhiệt độ thực tế đo được lớn hơn từ 2 đến 4 độ C so với nhiệt độ dự báo, lên tới mức 42 đến 45 độ C. Để chủ động phòng chống hạn mặn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương linh hoạt trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn nước ngọt, chủ động cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước, xâm nhập mặn.